Hai, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình nha. Thì ngày hôm nay mình không có làm gì chân cả nhà ơi. Mình đi thăm bẫy rắn rồi, giờ mình đi đặt bẫy bìm bẹp nha. Thì hôm nay mình đi đặt thì 8 cái bẫy bìm bẹp. Sẵn này mình chia sẻ cho cả nhà cái cách mà mình bẫy bìm bẹp làm sao mà cho hiệu quả cao nhất có thể nha. Thì đó, thì cái bẫy bìm bẹp chúng ta đặt như vậy đó, thì mình bỏ cái trứng vịt như vậy nha. Mình lấy cái cây á, mình chim cái đây nè, cả nhà thấy không? Mình chim cái cây bự ngang đây nè cho nó cao lên. Bẻ cái bẫy nè cho nó dảnh lên nè, thấy không? Đó, cả nhà thấy chưa? Bẻ cái bẫy cho nó dảnh lên cao như vậy đó cho con bìm bẹp nó không nhát nha. Thì địa điểm của mình lựa chọn thì không cần ấy đâu, chỉ cần có vỏ ốc thôi. Thì mình cũng chỉ với các bạn nè, cái chỗ nào có vỏ ốc, vỏ ốc càng mới càng tốt nha. Nè, những vỏ ốc nó đã ăn nè, nói thấy không, vỏ ốc này ở dốc mới nha. Đó, cái nhà thấy cái nước còn đục ngầu không đó. Thì mình lựa những cái địa điểm như vậy đó. Thì mình cũng xin chỉ rồi các bạn luôn nè, mình đặt là mình đặt càng trống càng cho nó càng dễ thấy nha. Mình mà che mình đậy bịch quá là nó không thấy, nó sẽ không vô nha. Tuy con mìm bẹp nó lại sát cái bẫy mình là nó cũng không vô, cách khoảng 1-2 mét là nó đã không vô, nó không thấy cái nhà. Nó đặt cứ để cái bẫy trống vậy đó rồi mình cứ đặt thôi. Thì mình lựa địa điểm thì chỗ nào có ốc vậy nè, nó con ốc này ốc mới nè, chỉ cần chỗ nào có ốc mới đặt là mình dám bảo đảm với tất cả các bạn là sẽ dính nha. Và mình không dám chắc chắn là sẽ đặt một ngày đầu sẽ dính, có thể có chỗ nha, có cái mình đặt xuống thì từ sáng đến chiều có thể đã dính rồi, có cái thì bữa nay mình đặt mình thăm không dính thì ngày mai mình lại thăm thì sẽ dính nha. Thì cũng có 1-2 cái nhiều khi nó đi hay sao thì khi đặt nó cũng không dính, thì nhưng mà mình dám chắc chắn mà đặt là sẽ có nha. Thì đó, thì ngày bữa nay mình đặt 8 cái đó rồi, hẹn cái tất cả các bạn ngày mai 3-4 giờ chiều gì đó, hoặc là có thể tối mình thăm mấy gắn về tối mình sẽ thăm tối luôn nha. Thì giờ này mình đặt khoảng 1-2 giờ sáng đó cả nhà. Mình đặt xong rồi là bắt đầu sáng là bắt đầu nó đi là nó ăn luôn, nó dính luôn đó. Thì chiều mình sẽ quay về mình thăm nha, nếu kịp mình sẽ quay sớm mình thăm cho cả nhà xem, còn không thì sẽ tối nha. Rồi, mình hẹn cả nhà ngày mai nha, sẽ có kết quả nha, 87 bìm bẹp nha, xem thử được mấy con nha cả nhà. Bạn nào xem yêu thích mình hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha, để cho mình có cái động lực làm video tiếp theo, chia sẻ cái này cái kia cho cả nhà xem đó nha, để mình trải nghiệm nha cả nhà. Đây là trải nghiệm thực tế đặt bẫy bìm bẹp nha, không có phải là bắt bỏ bìm bẹp vô đâu. Hồi trước mình quay có nhiều bạn nói là sao đặt không dính, thì do bạn đó đặt hay sao thì mình không biết nha. Thì mình xin chỉ là chỉ như vậy đó, lựa chỗ nào điểm ốc, ốc mới nha, ốc mới ăn là đặt dễ dính nhất. Và đặt thì đặt bẫy phải trống vậy nè, cái bẫy phải cái bẫy lớn nha, cái bẫy nhỏ là đặt cũng khó thể dính bìm bẹp lắm. Nó cái đầu phải bẻ cốc cao lên như vậy nè, coi bìm bẹp nó sẽ không bị nhát nha. Còn ở dưới mình phải chim một cái cây bự bự nha, để cho nó cao lên á. Và đặc biệt đặt cái bẫy phải cho cứng nha, không được nhúc nhích cái bẫy nha, cái bẫy nhúc nhích nó cũng sẽ không vô. Đó, rồi hẹn cả nhà ngày mai sẽ có kết. Hai, tâm chào cả mọi người nha. Thì chiều rồi nè cả nhà ơi, bây giờ thì mình đặt 8 cái thì bây giờ mình chuyển sang camera trước, mình sẽ quay tiếp tục nha cả nhà. Thì trời cũng hơi tối, nếu mà thăm tối quay cả nhà thông cảm nha cả nhà. Rồi giờ mình cũng chuyển sang camera trước, mình sẽ quay xem nha. Nếu mà xem á có tối hoặc là rung lắc gì đó, mong cô dì chú bác và anh chị em cũng thông cảm cho mình nha. Đây, mình đã thấy có hàng rồi nè. Đó, hàng nóng nha. Đây nè anh em ơi, rồi nó quậy rồi nè, sức lông ra ngoài hết trơn luôn, quá đã luôn. Một con mìm bẹp quá phê rồi anh em ơi. Đây nè, nó quậy rụng lông đuôi hết rồi, cái đầu chọc lóc luôn rồi nè. Đó, thấy chưa, thấy chưa, bẫy bìm bẹp bằng trứng vịt nha, quá phê. Cho nãy mình thăm hơi sớm á cho nên mấy cái kia nó không dính nha. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy, mình đi tới cái kế tiếp mình sẽ quay chia sẻ nha cả nhà xem tiếp nha. Thì trời quá tối, có thể là một hồi mình đi cuốn mấy cái kia cái tối luôn cả nhà. Rồi mình cũng ngưng máy nha, một em đầu tiên.
Tiếp tục ở đây có con cái nha. Vô nữa cả nhà ơi, hai cái hai con luôn rồi. Vô kẹo để mình qua cho cả nhà xem nha. Mình đặt trong cái bụi cây này nè, quá đã luôn rồi. Ôi ôi, vô kẹo. Đây, cả nhà thấy ốc nó ăn cỡ này nè. Nè, thấy ốc chưa? Nó ăn khủng khiếp luôn nè. Nè, ốc nè. Đây, hình như con ốc này, ốc mới nữa nè. Đó, đó. Nó. Cả nhà thấy chưa? Đây, ốc ăn nè. Đây là thật sự là con ốc mới luôn nè. Nó mới ăn nha. Wow. Đây, mình có đặt cái bẫy rắn trong đây nè. Thì mình đặt cái bẫy rắn rồi mình phát hiện nha. Mình phát hiện rồi mình... Con này dính từ sáng tới giờ rồi. Lông đuôi, lông gì rụng hết trơn, không còn cái gì hết trơn. Chuỗi lũi cái đầu hết rồi. Đây. Con này già nha, mới rụng hết cái đuôi rồi. Cái đuôi không còn cọng lông nữa chứ. Quá wow. Đã luôn cả nhà ơi. Sướng sướng nha. Nè, nó trốn nè. Nó giấu ở đầu nó nè. Mắt đỏ nè. Đó, cái nhà thấy mắt nó đỏ chưa? Quá phê. Rồi, cái nhà xem nhớ ủng hộ cho Tâm nha. Mình sẽ ngừng máy, mình đi tới cái tiếp. Mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà xem nữa nha. Bây giờ mình chạy đi rất là xa, có thể tới tối mới quay nữa cho cả nhà xem. Đây, cái đó không dính, cái này dính đây nè. Cái kia không dính thì cái này lụm nha. Đây. Chết rồi, bể cái trứng vịt luôn. Mình ép vô cái lưng mình đó cả nhà. Đây. Mắt đỏ luôn rồi nè. Đó, quá đã luôn. Sướng. Trời ơi. Quậy. Chuột cắn gì mắt ngón giò nó luôn rồi nè. Chết rồi. Chảy máu rồi, cục ngón giò. Đây. Rồi, mình cũng ngưng máy, mình đi tới cái tiếp, mình quay chia sẻ cho cả nhà xem tiếp nha. Đây nè. Quá đã luôn. Tiếp tục nha cả nhà. Có hơi tối cả nhà, không cảm cái nhà. Cái đèn cũng hết điện rồi, lụm nữa nè. Rồi khu này năng ốc dữ lắm, ốc luôn. Đó, cả nhà thấy chưa? Dính một em mềm đẹp nha. Nè, nó quậy sức lông hết luôn rồi nè. Lông cái nó là chuỗi hết luôn cái nè. Đóng lông luôn. Vô kèo nha. Ủa, dính mỗi cái luôn á trời. Nè, sức lông hết rồi. Lông đuôi rụng hết trơn luôn. Wow, quá đã luôn nha. Bẫy em bị bằng chiến dịch hiệu quả không cả nhà. Đây nè, sướng nha. Quá phê luôn anh em ơi. Rồi, mình cũng xin ngừng máy này nha. Mình đi tới cái tiếp, mình sẽ quay nữa nha. Mình đặt có 8 cái bẫy em bị thôi à. Tại bẫy mình trước nhiều lắm đó nha. Đặt bị bẫy tặc lụm hết rồi. Giờ còn có 8 cái bẫy mà là mình đặt thời đại luôn nè. Mình đi thăm bẫy rắn sẵn mình dở đây mình đặt á. À, thấy không? Rồi, mình cũng tạm thời mình ngưng máy nha. Đi kế tiếp mình quay nữa. Đây, đây là cái con mềm bẹp mới vừa nãy nè. Mình đã lấy cái trứng rồi, mình sợ nó lăn tới lăn lui nó bể á. Ở đây mình đặt có 2 cái nè. Đây mình cho cả nhà xem nè. Ốc mới nó mới ăn nè. Ôi, nè. Ốc mới ăn không nè. Cái nước còn đục là cả nhà biết rồi đó. Vô kẹo nữa nè. Đặt khu này có 2 cái à. 2 con luôn. Rồi, lông đuôi nó sức hết nữa rồi nè. Không. Nó quậy sức lông đuôi hết rồi. Vô kẹo nữa. Mình bịt già không à, mắt đỏ không à. Rụng lông đuôi đầy trong đó chân kìa. Nè. Đó, các nhà thấy chưa? Sướng nha anh em. Thấy mình bẫy mềm bẹp hiệu quả ghê chưa? Đó. Quá sướng luôn. Con này là con thứ 5 rồi đó. 5 con mềm bẹp rồi đó.
Quá đã luôn, mình đặt có 8 cái với 5 con rồi đó. Rồi, mình cũng ngưng máy, mình đi tới kế tiếp mình sẽ quay nữa nha. Đây, hai em nó mình đã đem ra đây nè. Bây giờ mình sẽ bắt mình bỏ vô cái túi lưới. Bỏ vô túi lưới nha. Rồi mình thăm xong hết rồi mình sẽ cột. Mình sẽ cột chân nó lại. Rồi mình sẽ quay tổng hình quả của ngày hôm nay nha. Cái 8 cái 7 bìm bẹp coi dính được mấy con nha. Quá đã luôn. Rồi, ở đây mình có con cái luôn nè. Dính nữa nè cả nhà ơi. Dính quá trời dính luôn rồi. Ồ cái nè, quậy sức đuôi hết trơn rồi. Đầu cổ là máu me không. Cái bẫy này nha là cả nhà xem. Xem mấy cái clip mấy tháng trước mình có bẫy bìm bẹp á. Mình đã bắt cái chỗ này khoảng 6 con hoặc 7 con rồi đó, một chỗ này một. Bữa nay cách mấy tháng trời mình quay là mình đặt lại nè. Đây. Đặt lại dẫn dính lại nữa nè. Đó, thấy không? Mình đặt bằng chứng dịch nha. Đây. Đây là thực tế cái chứng dịch nè. Dính từ sáng tới giờ nó quậy sức đuôi hết trơn rồi. Máu me không cái mỏ này nè. Đó, thấy không? Rồi. Cả nhà xem thì thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó. Quá trời đã luôn. Xuống cho anh em. Rồi, mình cũng tạm thời mình ngưng máy luôn nha. Mình đi tới cái cuối cùng nha. Nếu dính mình sẽ quay, không dính mình cũng quay cái cuối cùng cho cả nhà xem nha. Lụm nữa cả nhà ơi. Trời ơi, bữa nay trúng mánh mềm bẹp luôn rồi. Đây nè. Dính một em nữa nè. Dính đầu sáng giờ quậy sức đuôi hết nữa rồi nè. Quá phê luôn nha anh em. Thấy không? Quá đã luôn cái nè. Đó, bẹp già không nha. Sướng chưa? Quá đã luôn. Vậy rụng lông, sức lông hết trơn luôn rồi. Sức lông cánh, sức lông đuôi gì hết nè. Rồi. Đó. Cái nhà xem thấy sao? Mình đặt bẫy bẹp sao cái nhà? 8 cái thì dính được 7 con rồi vậy. Để hồi ra mình đếm nè. 8 cái 7 con mềm bẹp là đạt kỷ luật luôn rồi đó cả nhà ơi. Đó, thấy chưa? Đây nè. Quá đã luôn. Rồi, mình cũng tạm thời mình ngưng máy đi rồi mình ra ngoài mình sẽ tổng kết thành quả bữa nay được bao nhiêu con luôn nha. Rồi, cả nhà ơi, thì mình tổng thành quả ngày hôm nay nha. Đó, cả nhà thấy chưa? 1 2 3 4 5 6 7 con. 8 cái 7 mềm bẹp dính được 7 con mềm bẹp, cả nhà thấy mình đặt cỡ nào chưa? Có mấy con nó dính hơi lâu quá, nó quậy á, đầu cổ nó hơi bị chuỗi trơn nè cả nhà, quá chừng luôn cả nè. Đó, mình quay chiều này nha. Đó, cả nhà thấy chưa? 8 cái 7 mềm bẹp mà dính được 7 con, cả nhà thấy bữa nay trúng chưa? Đó, quá đã luôn cả nhà. Thì thành quả ngày hôm nay thì mình đặt 8 cái dính được 7 con mềm bẹp đó nha cả nhà. Cả nhà xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Để cho mình có cái động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà ơi. Đây là mình trải nghiệm thực tế nha cả nhà. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip này luôn nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình luôn.